Thì nay mình chuẩn bị có mớ tôm chắc nướng chào đón ngày đầu năm luôn. Tôm nướng ăn với bún rau sống hả? Mình làm đạm bạc thôi. Rồi rau sống đây. Đó. Thì mình cái vòng ở đây thấy ngày mai mình sẽ xuống cái mương này nè, mình chặn mình xuyệt bắt mấy con cá dưới đây nha các bạn. Đây nè, mai tính chặn, mai xuyệt á. Nên đốt than chờ xíu. Cái bình cái sẹt còn không anh Thành ơi, sửa đi cho này ngủ sáng à. Đây mình anh đầu chọc lại tiếp tục chào các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu đang triển khai kế hoạch. Mình chào mừng năm mới đi. Năm mới bằng cách mình sẽ nướng tôm ha. Nay lên thầy chùa nướng tôm luôn. Đấy. Thế mình chắc từ đây mình nướng được 2,7 kg ha. 2,7 kg. Đứng đây cách 2 mét chứ mình nó còn thơm lắm ạ. Đi ra coi ba mình không cho cá ăn. Mình cũng tính đi mà thôi, không quen ngồi chiếc ghe này. Giờ tới giờ trưa rồi. Nay ngày đầu năm mà thấy mát mẻ quá. Tuyệt vời luôn. Rất mát. Này cho cá cũng nhẹ nhàng, cho thả thức ăn xuống ăn thôi. Này sao mà thấy quá chừng đám tiệc vòng vòng, đám cưới mấy đám luôn. Thơm quá, quá thơm. Này bị con này em tôm này tôm lột á, mới vừa lột. Vậy hả? Vậy vậy rủ nó lên chơi. À. Vậy rủ lên chơi được đúng không? Nó rủ hôm nay rủ nhậu 2-3 lần rồi. Ừ. Này mình nướng lửa hơi ấy là nó hơi bị cháy. Thầy chùa này giờ là chỉ nướng thôi chứ không ăn nha các bạn ơi, chỉ nướng chơi thôi chứ thầy chùa mà. Cái khung này mình cũng gấp quá, lo mì ăn quá thành ra cũng không có quay khúc ăn luôn các bạn. Ăn hoài không vậy thôi. Đây nhìn tuyệt vời quá, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, ngon ghê luôn á. Đi ra thăm bầy vịt các bạn ơi.
kiếp 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 kiếp. Này 1 tháng rưỡi nữa là ăn Tết nha. Tháng rưỡi nữa là ăn Tết đấy. Tháng rưỡi ăn được không? Thấy còn hơi nhỏ nhỏ. Tháng rưỡi dắt được. Kiếp. Đây, nuôi được cũng tháng mấy ha. Trời ơi. Cục trọng trọng rồi chứ. Ê, ngoài kia có mấy cá đây nè. Chín cây hết trơn. Trời ơi, ngon quá kìa. Đẹp quá trời luôn á chị. Đâu trái nào mới hái đâu chị ba, trái nào mới hái đâu, hái mà nó hư nè, được sạch nè, đi với đít tinh vậy nè Tư. Quay chuột cạp nó không muốn ăn, nó ăn no rồi vậy. Ủa sao không biết chín hay gì trời, trái này sao không biết chín vậy, sao không biết trời ơi. Mà vậy coi chừng gãy cuốn. Trái gì đấy em đã thích mấy trái vậy nè, cuốn không? Mấy trái này là không, mấy trái con vậy đó. Con vô nhỏ vậy nè. Nó mà bộ sao đâu. Nó không có nứt cái trong này. Mua lựa trái nhỏ nhỏ gì chứ đừng có mua trái bự. Nó bự hơn bàn tay con luôn mà. Mình đâu có tưới thuốc gì mà nó bự thì ghê trời. Ít trái nè. Quay ông Tề Thiên lại coi. Đứng cho cứng nghe không. Chín này ngóc hết trơn kìa. Vô sữa ơi. Em nhớ mỗi năm là ăn chín nhóc luôn kìa. Xạo xạo luôn, cái đó đậu chín nhóc. Nó đại mà. Cái kìa bên đó rồi, con kìa. Trời ông hái trái nào là chín nhóc. Nào, bà chỉ gầy đúng không? Bà chỉ trước. Người ta hái nhiều nó chín nhóc. Trời ơi, kìa ông nội, tôi nhìn kìa ông nội kìa. Kìa, trái mà nó chín kìa. Kì kì không biết chỗ nào. Nè, nè. Giặt này nè, giặt người ta đang hái nè. Ở đây không thấy. Không muốn thấy, là có thấy tầng lá không? Thấy ba mà dưới lá cây không, không thấy trái luôn mà sao không thấy. Cái đùng này ba trái. Nha, lúc nhỏ là không bao giờ thấy nó. Nó bự bự vậy mới thấy nó không. Nó lòi ra lá, tại lá nó nhiều quá. Ba trái mà một trái chín hả? Có một trái này nó sống hái xuống là nó không chín hả? Có hai trái nó trốn trong lá. Mà phải hai trái già. Thôi vậy là hái hết hai trái đó đi, nhưng mà để mai mốt chín ha. Ủa, chín hai nữa. Em nhớ là Tết về em ăn quá trời vú sữa chín cây luôn. Năm nay tại cô biết sao, năm nay nhường được cô Tư. Năm nay nhường 2 tháng là Tư. Bây giờ chín sớm 1 tháng. Cái này đâu có màu đâu. Đợt này bộ đội không biết về có ăn không. Có, Tết nó về là có. Có, cái đợt sau á. Đợt trái sao còn nhóc con. Trời ơi, kêu nó ăn phải trẻ đôi thằng đài nó. Nãy giờ dám cũng cả chục ký á. Trời ơi, 2 trái 800 g, 900 g. Trái này quá trời đẹp luôn. Trời. Nó phải vàng vàng mà hột gà vậy nè, hoặc tím tím. Trên lộ nó bán. Trời ơi, có trái bự kìa, trái ngay cái đầu lòng của ông nó không bệnh. Ôi trời ơi, nó bự. Bóng mà nó chín à. Bóng à. Còn cái lá ngon quá à. Chân được phải để lá. Có ai chân lúc dưới sữa không? Không bố quả. Trái dưới sữa này ngon. Trái tiệt ngon, tiệt cú mèo. Ở đây ông đem cái xài này nè. Ông hái cũng được phải không? Bác lấy cái muỗng múc ăn các bạn. Ngon quá. Trên vợ đó, nó bán dưới sữa tím. Ở trên lộ này nè, nó lấy dưới sữa tím á. Trời ơi, nhìn cái mâm vú sữa. Nhưng mà em không thích vú sữa tím, em thích vú sữa màu này à. Ờ, người ta nói vú sữa tím không ngon. Bà con gái mà đốt nhang nè. Trời, đốt cái gì vậy? Đốt mà đi ba đường á. Đâu phải ba đường đâu, mới hết rồi đó mà. Bỏ xuống một xíu, con bị phỏng á. Dạ, phỏng nhang. Trời ơi. Phỏng nhang vô. Cỡ này là dừa nè chị ba. Bao mấy cái này nè trời. Hái cỡ này là dừa nè. Bao mấy cái này nè cho dính dính. Chú quý ghê không? Ít bả mà. Em bé xúc nè.
bữa lên nó mừng không? Nó cà lên vậy đó. Những cái mà đi về đây thì điện hoài, cái cảm thì lên. Bữa phải mướn xe là anh Hùng đi theo rồi. Nói đi ở ngoài chứ thôi, anh chuẩn bị đi luôn rồi đó. Chúng coi vậy. Hết chưa? Còn có một con hoài với cái nổi. Ừ, cái vú sủi này gỗ lắm, mình nhìn không thấy trái mà lên mà hái hoài còn hoài. Nó trốn ở trong lá. Trên này còn ẩn. Ông mà gửi lên chú Út là phải để ba ổi vô. Bao từng trái à. Vậy phải lựa chính xác trái nào ngon hả đem đi. Bán cái bà kia bán nói giỏi. Ký trái thôi, 2 trái 1 ký. 2 trái bự đó 1 ký. Chú sữa này bự nha, chà bá luôn. Đưa đây. Dạ, trái này mềm nè con. Trái bự nhất coi. Dạ, trái bự nhất đây. 2 trái đó 1 ký. Dạ. Ê, trái đó là đó. Chưa bự nhất luôn á. Hơn nửa ký. Cái này bự chà bá luôn á. 5 lạng 6, 5 lạng 7 luôn. Trời ơi, trái này không, trái này cỡ nửa ký. Nửa ký. Chung trái là khoảng nửa ký á. Mẹ đưa đúng rồi, trái nó bự nhất. Giòn rồi. Ừ, gần 6 lạng luôn nè. Nị, 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 nị quá nị ơi. Nị. Con ăn nào ăn đi. Đi.